Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quy Nhơn về việc triển khai nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương. Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Hiệu trưởng nhà trường, đã báo cáo với Bộ trưởng về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 29. Kể từ khi nghị quyết được ban hành vào ngày 4 tháng 11 năm 2013, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm đã tích cực tổ chức quán triệt nghị quyết đến từng cán bộ và giảng viên. Nhà trường đã đưa ra 5 chương trình hành động cụ thể nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kế tiếp báo cáo của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, nhiều cán bộ hai trường đại học tham dự buổi làm việc với Bộ trưởng đã tham gia ý kiến đề xuất, đóng góp với Bộ trưởng về thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo. Các ý kiến đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần cụ thể hóa công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện, tăng đầu tư cho các trường sư phạm, cần phải thay đổi mô hình tuyển sinh và đào tạo sư phạm, bỏ miễn giảm học phí, tạo điều kiện việc làm cho sinh viên sư phạm, tập trung ưu tiên cho đổi mới giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chú trọng dạy nhân cách con người. Sau khi lắng nghe các đề xuất đóng góp, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã hoan nghênh tinh thần xây dựng của cán bộ giảng viên của hai trường đại học. Bộ trưởng cũng lưu ý, Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Quy Nhơn cần tập trung hơn nữa trong việc nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên, thay đổi phương pháp giảng dạy. Thì các đồng chí phải tính toán việc thay đổi chương trình, giáo trình và đặc biệt là phương pháp dạy, phương pháp học. Và rồi cái cách thức thi cử đánh giá sinh viên của các đồng chí. Thế và trong cái cuộc tổng thể này thì rất cần cái liên kết của hệ thống các trường sư phạm. Và tôi rất là muốn là Đà Nẵng và Huế rồi Quy Nhơn các đồng chí chủ động. Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong việc thực hiện nghị quyết số 29. Bộ sẽ tiếp tục hỗ trợ Trường Đại học Sư phạm nâng cao chất lượng giảng viên, khuyến khích các giảng viên học tập và nghiên cứu ở nước ngoài. Đó chính là điều kiện tốt để chúng ta tiếp cận với các phương pháp giáo dục mới, tiên tiến nhằm góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, mà trọng tâm là đổi mới giáo dục phổ thông và giáo dục đại học.